Rồi mời cả nhà, mời cả nhà vào xem, mời cả nhà vào xem cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình đứng mình dịnh luôn cả nhà ơi. Rồi xem cả nhà, xem cả nhà ơi. Rồi xem ủng hộ mình đang trực tiếp review, trực tiếp video, trực tiếp tại cầu Cam 13 Dương Minh Châu cả nhà. Rồi. Rồi. Không có quay gì mà quay mà mỗi cổ còn quay nhiều hết đâu. Câu rồi, cá mập, cá mập giữ gan, giữ nha cả nhà. Cá mập lên, cá mập lên. Rồi mình review trực tiếp nha cả nhà. Giờ xem ủng hộ mình nha. Tại Trần Vlog nha, Tại Trần Vlog Thanh Vũ Linh Hồng Loan nha cả nhà. Ai có đăng ký rồi thì cho mình like, còn ai chưa đăng ký kênh nha cả nhà. Cá mập lên, cá mập lên. Hồi nãy để cao quá nó sập cái ầm cả nhà ơi. Quay gì không quay chứ quay nhiều là mỗi cổ lắm á. Rồi, đâu. Đó. Chờ xem cả nhà ơi. Rồi. Nãy lật xuống cái âm luôn. Văng cái điện thoại luôn. Trời ơi. Quá dữ. Bữa nay tôm và sardine sao không thấy? Có chú mèo với chú cá mập. Lên. Quá dữ quá dữ quá. Lên bầu trời, lên bầu trời luôn. Rồi cả nhà thấy núi bà không cả nhà? Đó, núi bà cũng sắp lên luôn. Bây giờ mình lên, mình tấn công, mình lên đường luôn. Mình lội lên, lên đường luôn. Xe giờ vô đông lắm em, bữa nay chắc thả tới tối luôn quá. Rồi coi vào xem không cả nhà ơi, vào xem không cả nhà ơi, cho mình coi âm thanh nó rõ không cả nhà. Âm thanh hình ảnh nó rõ cho mình biết cái số 1 nha cả nhà. Số 1 là rõ ngang, số 2 là không rõ ngang nha, để mình chỉnh sửa ngang. Rồi bên đây có ga lớn không, đây ga lớn chưa? Xin lỗi, chào che lại luôn rồi.